giải độc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 23: Sự dung túng. Chúng ta hãy quay sang những lời vua phục sinh của chúng ta đã phán trực tiếp. Trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, Chúa Giêsu ban 7 sứ điệp cho 7 hội thánh tại châu Á. Nếu những lời của Ngài chỉ dành cho các hội thánh này trong lịch sử, thì chúng ta sẽ không được tìm thấy trong Kinh Thánh. Sự thật, khi các sứ điệp đó được ghi chép, có nghĩa nó có ứng dụng tiên tri. Nói cách khác, những lời này áp dụng cho chúng ta ngày nay, như đã phán cho các hội thánh lúc đó. Lời của Đức Chúa Trời là sống động. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét những lời tuyên bố của Chúa Giêsu khi nói về tất cả chúng ta ngày nay. Vậy, nếu vấn đề là như vậy, thì chúng ta hãy đón nhận hoặc khích lệ bởi những lời khen của Ngài, hoặc là bị kỷ luật bởi những lời sửa trị yêu thương của Ngài. Jezabel là ai? Hội thánh mà chúng ta sẽ tập trung vào trong lịch sử là Thyatira. Chúa Giêsu mở đầu bằng cách mô tả chính Ngài là Con Đức Chúa Trời, đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng bóng loáng, Khải Huyền đoạn 2 câu 18. Chúng ta có thể giải nghĩa các câu này như sau: mắt Ngài giống các tia laser, nhìn thấy trọng tâm của các vấn đề. Chân Ngài như đồng bóng loáng, điều này mô tả sức mạnh toàn năng của Ngài. Thật thú vị, Ngài mở đầu bằng cách khen chúng ta. Ôi, ta biết các công việc, tình yêu thương, đức tin, sự phục vụ và lòng kiên nhẫn của con. Các công việc con làm về sau còn trỗi hơn công việc ban đầu nữa. Khải Huyền đoạn 2 câu 19. Quá rõ ràng, Ngài không nói với một hội thánh chết, mà với một hội thánh sống động và tăng trưởng. Ngài mở đầu bằng cách nhìn nhận và khen tình yêu thương của chúng ta. Trong một hội thánh hay chức vụ chết, thì thường trước hết tình yêu thương bị phai mờ và trở nên nguội lạnh đối với Chúa lẫn dân sự Ngài. Trong tình trạng bi kịch đó, các bông trái công bình khác rốt cuộc cũng chết dần luôn. Không nghi ngờ gì, đây là điểm nhấn của sự sửa trị của Chúa đối với hội thánh đầu tiên tại Efeso. Họ đã bỏ đi tình yêu ban đầu, nhưng Thyatira thì không. Chúa Giêsu khen tình yêu thương của hội thánh này. Ngài nhận diện một cộng đồng tín hữu có sự quan tâm lẫn nhau, và điều này rất quan trọng trong mắt của Chúa. Cá nhân tôi tin rằng đây là lý do Chúa Giêsu khen tình yêu thương của chúng ta trước khi nói về bất cứ vấn đề nào khác, trước cả đức tin, sự phục vụ hay sự kiên nhẫn của chúng ta. Ôi thật phi thường! Dậm chân không phải là từ mô tả về hội thánh này. Họ liên tục mở rộng trong những lĩnh vực quan trọng. Bạn diễn ý lột tả được điều này vô cùng tuyệt vời rằng: ta biết những việc con làm với tình yêu thương, đức tin, tinh thần phục vụ và lòng nhẫn nại. Con sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Bất cứ một lãnh đạo hay thành viên nào của một hội thánh nào đều sẽ rất thích khi nghe chính Chúa nói về những lời này. Nhưng lời khen của Ngài đột ngột chuyển sang sự sửa trị. Chúng ta xem tiếp trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 20. Nhưng ta có điều trách con vì con dung túng Jezabel. Đó, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri, dạy dỗ và lừa gạt các đầy tớ ta, quyến rũ họ phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Khải Huyền đoạn 2 câu số 20. Có rất nhiều điều cần hiểu trong những lời này. Trước tiên, chúng ta hãy xem tên Jezabel. Đây có phải là tên thật của một người nữ trong lịch sử hay không? Đa số các sách chú giải đồng ý là không phải. The New American Commentary Revelation, sách Khải Huyền nói, trong văn chương Hy Lạp La Mã, đương thời không xuất hiện tên Jezabel. Một người Do Thái đặt tên cho con gái là Jezabel là điều không thể. Tương tự như việc các Cơ Đốc nhân không đặt tên cho con là Judah, hay người Do Thái đặt tên cho con là Giê-xu trong những thời kỳ sau đó của thế kỷ đầu tiên. Các dịch giả của bản dịch The New Living Translation
rõ ràng có đồng ý với quan điểm này vì những lời của Chúa Giêsu được dịch là Giê-sa-bên đó. Khi nói đến tên theo cách này cũng tương tự như bạn gọi một ai đó với cái tên mà lúc nào cũng rất là buồn cười. Đó không phải là tên của họ, nhưng nó mô tả kiểu hành vi thường thấy của họ. Chắc chắn chúng ta đề cập đến một người đàn bà có ảnh hưởng, có trong lịch sử, bị gán cho một cái tên là Giê-sa-bên. Nhưng đó không phải là tên thật của bà ta. Bà ta có một ảnh hưởng mạnh mẽ, cuối cùng một nhóm lãnh đạo chung đã ủng hộ sứ điệp của bà ta. Trong thế giới ngày nay, đó có thể là một người nam, một người nữ, hoặc khả năng cao hơn là một nhóm các lãnh đạo, là những người tuyên truyền sự dạy dỗ như vậy. Dù cách nào đi nữa, thì điều quan trọng là triết lý chức vụ này đang ảnh hưởng toàn bộ hội thánh. Tại sao Chúa lại đặt cái tên đó? Hậu quả của nó chắc chắn giống với hậu quả của Giê-sa-bên, vợ của vua Ahab thuộc Israel cổ đại, được tìm thấy trong sách Các Vua. Có nhiều điều để nói về bà hoàng hậu này, nhưng chúng ta hãy xem ảnh hưởng tổng thể của bà này trên Israel. Bà ta là một người duy trì sự thờ thần tượng. Hậu quả là lời Chúa bị buộc phải yên lặng trong cộng đồng, trong nước Israel. Các tiên tri bị bịt miệng và toàn bộ đất nước trở nên bị kiệt quệ đến mức không tưởng. Chỉ có một người là tiên tri Eli có sự can đảm để lên án tội ác này. Sự ảnh hưởng của Giê-sa-bên quá rõ ràng khi Eli đối đầu với dân chúng cả nước và yêu cầu họ phải chọn lựa giữa việc vâng lời Chúa hay cứ sống trong tội lỗi. Ông làm điều này trước mặt các vị tôi tớ, là những người ăn lương của bà ta, là các tiên tri của Ba Anh và Asera. Những gã này là những nhà truyền thông, những nhóm điều tra về ảnh hưởng của các chính sách công ty, những nhà làm luật, những luật sư trong thời của Eli. Dân chúng tập hợp lại và trước mắt những con người ưu tú này, Eli thách thức họ. Các ngươi cứ khập khiễng đi hàng hai cho đến chừng nào. Nếu Chúa là Đức Chúa Trời, thì hãy theo Ngài. Còn nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, thì hãy theo Hắn. Trong Các Vua Nhất đoạn 18 câu 21. Việc đi theo Chúa còn nhiều điều hơn là chỉ giữ đức tin mà thôi. Chúng ta phải nói ra lời Ngài. Chúng ta được kêu gọi trở thành các sứ giả. Điều này được thực hiện thế nào? Phaolô nói rõ, ta long trọng truyền bảo con, hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng kiên nhẫn để giáo huấn. Timôthê nhì đoạn 4 câu số 2. Eli là người duy nhất ở Israel yêu thương người khác đủ để chỉ cho họ thấy đời sống họ là sai trật như thế nào. Ảnh hưởng của Giê-sa-bên đã đặt sự sợ hãi trong các lãnh đạo và cộng đồng. Bây giờ họ im lặng, thờ ơ, sợ hãi và không còn lên tiếng cho Chúa Yahweh nữa. Tội thâm căn cố đế đã kiểm soát và lời Chúa đã bị bỏ qua. Trong Tân Ước, một ảnh hưởng tương tự cũng bắt đầu xảy ra trong hội thánh. Chúa Giê-xu không cho phép điều đó. Vì thế, Ngài tìm một đầy tớ, sứ đồ dân giống Eli, là người sẽ lên tiếng. Vấn đề thật sự. Bây giờ chúng ta hỏi, hội thánh ở Thyatira có phải Chúa Giê-xu nói đến các tín đồ buông mình theo xác thịt để phạm sự tà dâm và ăn thức ăn cúng cho các thần tượng hay không? Có thể, nhưng tôi không nghiêng về sự giải nghĩa này. Bởi vì việc ăn đồ cúng cho các thần tượng khi mà Phao-lô không lên án, khi ông viết cho hai hội thánh xem trong Roma 14 và Corinto nhất 10. Tại sao Chúa Giê-xu lại coi điều mà Phao-lô chấp thuận dưới sự thần cảm của Thánh Linh là xấu? Một sách chú giải rất nổi tiếng ghi liên quan đến sự quyến dụ dân sự vào sự tà dâm. Không ít nhà giải kinh cho rằng sự buông tuồng tình dục thực tế chưa chắc đã xảy ra, bởi chắc chắn là có sự dung túng trong hội thánh. Và sự đề cập ở đây nói về sự bất trung thuộc linh hay thuộc về giáo lý. The New American Commentary Revelation. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì sự sửa trị của Chúa Giê-xu không tập trung vào những thông tin này. Hành động hay đúng hơn là sự ù lì bị Chúa Giê-xu xử lý là vấn đề chúng ta cần để ý. Đó là sự dung túng. Ngài phán, các con cho phép, chữ Hy Lạp là iao,
Theo cuốn Cẩm nang A Handbook on the Revelation to John, định nghĩa chữ này là ý nghĩa có thể được biểu lộ một cách chủ động, các con cho phép, các con để nó xảy ra, hay một cách bị động, các con không cấm nó, các con không chấm dứt, các con không ngăn chặn. Khi bạn suy nghĩ thấu đáo những điều này, đây là chuyện không thể tin được. Chúa Giêsu vừa xử lý kẻ phạm tội, hay trong trường hợp của chúng ta, những người phạm tội, tức là người duy trì sự dạy dỗ quyến dụ dân sự của Ngài vào sự thờ thần tượng, tội tham căn cố đế. Ngài tuyên bố rõ ràng rằng, ta đã cho nó thời giờ để ăn năn, nhưng nó không chịu ăn năn tội gian dâm mình. Khải Huyền đoạn 2 câu số 21. Rõ ràng, trước đó đã có những cảnh cáo, nhưng thật buồn là họ đã không chú ý. Mà Ngài sửa trị gay gắt bất cứ ai cho phép nó tiếp diễn, hay nói cách khác, chúng ta không xử lý vấn đề này. Mà chúng ta chỉ giữ những phần kinh thánh nào của Tân Ước thấy hay hay, thấy được khích lệ và gây dựng. Thực chất là chúng ta yên lặng, không khác gì dân Israel vào thời của bà Jezabel. Nó có thể được ví sánh với tình huống này. Tất cả chúng ta bị mắc kẹt trong một tòa nhà đang cháy, nhưng không ai trong chúng ta làm gì để chạy thoát hay giúp người khác chạy thoát. Chúng ta chỉ tiếp tục khích lệ nhau rằng, ôi, chúng ta rất được phước, ôi, và như vậy cứ thể hiện tình yêu thương dành cho nhau, trong khi tòa nhà và tường của nhà đang cháy và sụp. Các tình thế khó xử tương tự. Sứ đồ Giuđa đối diện với một tình thế khó xử tương tự. Ông muốn viết cho những cơ đốc nhân để khích lệ họ về sự kỳ diệu của sự cứu rỗi, nhưng không thể. Nhà đang cháy mà. Ông phải xử lý chất diệt siêu nhân đang len lỏi vào các hội thánh. Hãy xem các lời của ông trong Giuđa 3 và 4 như thế nào nha. Anh chị em yêu dấu, tôi vẫn mong ước viết cho anh chị em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Nhưng tôi thấy cần phải viết để khuyên anh chị em hãy tiếp tục chiến đấu cho đức tin, là đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần đầy đủ cả. Vì có mấy kẻ trà trộn vào giữa vòng anh chị em, là những kẻ từ xưa đã dành riêng để bị hình phạt, là những kẻ không tin kính, đã biến ân sủng của Đức Chúa Trời thành đời sống phóng đãng, chối bỏ đấng chủ tể duy nhất và Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giêsu. Giuđa 3:4. Vì tôi tớ Chúa này rất mong muốn viết cho những người ông yêu thương về các lợi ích, các phước hạnh và các lời hứa của đời sống chúng ta trong Chúa. Ông muốn duy trì lời dạy dỗ, nâng đỡ và khích lệ giống như đại đa số đang mong muốn. Tôi có thể hiểu được tình thế khó xử của ông. Một trong những tranh chiến thuộc về cảm xúc lớn nhất mà tôi hay đối diện khi viết lách hay dạy dỗ là ước ao cứ khích lệ và khích lệ, ôi cứ khích lệ mà thôi. Tôi thích được gây dựng, ai mà lại không muốn chứ, đúng không? Tuy nhiên, có sự thôi thúc của Thánh Linh thúc đẩy chúng ta phải xử lý những thứ đang tìm cách tiêu diệt con cái yêu dấu của Ngài. Chính vì vậy, tình yêu thật của Giuđa thôi thúc ông viết những lời cảnh báo mang tính chất bảo vệ tín đồ. Ô, chuyện gì đang xảy ra? Nó khác biệt một chút so với Thyatira. Những kẻ không tin kính này ngụy trang thành mục sư, các lãnh đạo hoặc các tín hữu, dạy dỗ hoặc làm gương xấu qua lối sống của họ. Những thứ mà Giuđa gọi là ân điển phóng đãng, chứ không phải là ân điển thêm sức thật nha. Nói cách khác, ân điển phóng đãng được giảng dạy không bảo vệ chúng ta hay ban năng lực cho chúng ta để tránh xa tội lỗi đang hủy diệt chúng ta. Nhưng sự dạy như thế cho phép chúng ta sống cuộc đời cơ đốc nửa đời nửa đạo. Điều này mở đường để thế gian điều khiển lối sống của chúng ta, quý vị ạ. Bởi vì ân điển đã bị hạ thấp và chỉ còn là một tấm màn che đậy tội lỗi, chứ không phải là sức mạnh để giúp chúng ta thắng tội lỗi. Cũng vì vậy,
Về thực chất, các tín đồ dễ phạm tội cảm thấy thoải mái sống theo các dục vọng của bản chất sa ngã của họ, chẳng khác gì người thế gian. Do đó khiến họ dễ yếu đuối thuộc linh. Đây không phải là mục đích của ân điển Chúa. Giu-đe không thỏa mãn với việc dung túng men tội lỗi đang len lỏi vào các hội thánh. Ông là một giáo phụ thật và đang bảo vệ con cái của mình khỏi lối sống bị méo mó, là lối sống kéo họ xa cách sự sống của Chúa. Chúa Giê-xu sẽ không sửa trị ông như Ngài đã làm với các lãnh đạo tại Thyatira, nhưng Ngài khen Giu-đe. Phao-lô, một người cha thuộc linh biết quan tâm, sẽ không yên lặng khi có sự phân rẽ, sự gây gổ, sự dâm loạn, sự kiện tụng, sự tham lam và các hành động tội lỗi khác giữa vòng tín đồ trong hội thánh. Ông quá yêu thương họ. Vì thế, ông không thể né tránh và không hành động để chống lại thứ men lây lan nhanh khắp thân thể Chúa. Gia Cơ và Phi-e-rơ cũng không khác biệt quý vị. Nếu quý vị đọc các sứ điệp của các tổ phụ hội thánh đầu tiên, họ cũng làm y như vậy bằng cách dùng một vũ khí, đó là lời kinh thánh đã được viết ra và được công bố ra để xử lý tội thâm căn cố đế giữa vòng dân sự Chúa. Các sứ đồ lên tiếng và phá đổ các ý tưởng và lý lẽ biện minh cho một nền văn hóa trái với lời dạy dỗ ngay thẳng. Những tôi tớ của Giê-sa-bên không làm các sứ đồ này sợ hãi khi họ phá đổ các thần tượng văn hóa thời đó. Yên lặng là cho phép. Khi nói đến chuyện lãnh đạo thì sự yên lặng là không lên tiếng. Nó chuyển tải thông điệp là đồng thuận và cho phép bằng cách nói điều bạn đang làm là ổn. Có một châm ngôn Latin cổ nói như thế này: yên lặng là cho phép. Đáng lẽ phải lên tiếng khi còn có thể. Không có tổ phụ hay lãnh đạo nào của hội thánh đầu tiên giữ yên lặng khi tội lỗi len lỏi một cách xảo quyệt vào đời sống của những tín hữu mà họ yêu thương và chịu trách nhiệm. Họ lên tiếng vì họ thấy việc này là hủy diệt, là độc hại và chết người, có thể lây lan như men. Sứ đồ Giăng thì nói: chúng ta biết chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ. Giăng nhất đoạn 5 câu số 19. Xã hội nào cũng có những tội ác, nhưng điều hủy diệt hơn hết là tội ác được ngụy trang. Đúng như vậy, nó được ngụy trang bằng điều tốt. Cái trào lưu này được Kinh Thánh gọi là lề thói đời này, Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 2. Hãy nhìn vấn đề như thế này: trong một dòng sông bạn phải chèo nếu muốn đi ngược dòng để lên đầu nguồn. Chúng ta sống trong một thế giới mà trào lưu của nó lúc nào cũng đối kháng trực tiếp với nước Chúa. Nhưng điều nguy hiểm hơn là nó lại rất xảo quyệt, núp bóng dưới những điều tốt đẹp. Nếu chúng ta không lên tiếng thì chuyện này có thể được ví sánh với việc buông mái chèo và trôi theo dòng đời. Có thể chúng ta vẫn nhắm về hướng ngược dòng, vẫn hành xử và ăn nói rất thiêng liêng, nhưng chúng ta lại trôi theo kiểu đạo đức giả của thời đại chúng ta và đánh mất chất mặn của mình. Bằng cách buông mái chèo, chúng ta né tránh sự phơi bày tội lỗi, nhưng những gì mà chúng ta không xử lý sẽ không bao giờ thay đổi. Edmund Burke đã viết như thế này: điều kiện để tội ác hoành hành là người thiện không làm gì cả. Các thần tượng về văn hóa đời này trong tấm lòng và tâm trí của tín hữu sẽ hình thành một đồn lũy kiên cố hơn khi các mục sư lãnh đạo không lên tiếng. Khi sự lừa dối gia tăng, thứ mà chúng ta dung túng cuối cùng sẽ làm chúng ta kiệt quệ. Chúng ta không còn là người sống ngược đời, mà chúng ta là một người sống trôi theo đời. Chúng ta mang cái mác là tinh lành, nhưng không phải các sứ giả đầy quyền năng mà chỉ là các tác nhân gây rối mà thôi. Người thế gian đặt câu hỏi: chúng tôi nhìn thấy các nhà thờ của bạn, nghe nhạc thánh ca của các bạn và nghe lời dạy dỗ về tình yêu thương và ân điển của Chúa. Nhưng bằng cớ về Đức Chúa Trời của bạn ở đâu vậy? Phao-lô mạnh mẽ tuyên bố những tín đồ hữu danh vô thực, nhưng lại khế hiệp với tội lỗi thế gian, thực chất là những kẻ thù của thập tự giá. Đúng vậy, họ là những kẻ thù của thập tự giá, quý vị ơi. Vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại trong nước mắt.
có nhiều người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Kết cuộc của họ là sự hư vong. Họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục. Trái lại, chúng ta là công dân trên trời. Chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến. Là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip đoạn 3 câu 18 cho đến câu 20. Hãy đọc kỹ câu đầu tiên. Trước tiên là có nhiều. Thứ hai, cái biểu lộ họ là kẻ thù không phải lời nói của họ, vì môi miệng họ nhìn nhận Chúa Giê-xu. Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Tít đoạn 1 câu số 16. Họ ngụy trang bởi vẻ ngoài tinh kính nhưng cho thấy họ là kẻ thù của Chúa qua hành vi của họ. Bị thúc đẩy bởi các sự ham muốn của xác thịt, dâm dục, khoái lạc, địa vị, sự nổi tiếng, tình dục đồi trụy, đàm tiếu và nhiều thứ khác nữa. Phao-lô đã lên tiếng, ông phơi bày và không dung túng. Hãy đọc các thư tín của ông và thấy ông thường xuyên cảnh cáo và sửa trị các hành vi tội lỗi. Các lối sống của thế gian của tín hữu như thế nào nha? Nhưng hãy nhớ rằng đây chính là lời Chúa đến với chúng ta qua các thư tín của Phao-lô. Sự đối chất trực tiếp bằng cách công bố những gì lời Chúa nói là cách duy nhất để phá đổ các đồn lũy này. Nếu chúng ta không trực tiếp chống lại chúng bằng Kinh Thánh, chúng ta cho phép các đồn lũy triết lý này tiếp tục gia tăng sức mạnh trong lòng và trong trí của các tín hữu, cũng như trong những người hư mất. Việc chúng ta không chịu lên tiếng mở cửa cho sự ảnh hưởng của chất độc giết chết siêu nhân. Những kết cục tương phản. Lời kết luận của Chúa Giê-xu dành cho hội thánh là gì? Mục đích của nó không phải để làm cho chúng ta ngã lòng. Ngài nói rõ, người nào can dự vào những lời dạy dỗ sai lạc sẽ hứng chịu hậu quả khôn lường nếu không ăn năn. Đây sẽ là một dấu hiệu và tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ngài dò xét các tư tưởng và ý định của chúng ta và sẽ báo trả chúng ta tùy theo điều chúng ta đáng nhận. Xem trong Khải Huyền đoạn 2 câu 22-23. Nhưng đây là tin tức tuyệt vời. Ngài nói với những người không dự phần vào tội lỗi hủy diệt, những người nắm chặt Thánh Linh và lời Ngài, họ sẽ được ban cho thẩm quyền trên các nước cùng một thẩm quyền đã ban cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Kết quả rất tương phản. Một bên là hậu quả kinh khiếp và bên kia là các phần thưởng vô tận. Chúng ta có thể nào không chú ý cẩn thận những sự dạy dỗ này? Đặc biệt là nó đến trực tiếp từ chính miệng của vua phục sinh của chúng ta sao? Thực hành. Giê-xa-bên gây áp lực cho các tiên tri của Chúa và buộc họ yên lặng, thậm chí là giết hại nhiều người trong số họ. Chỉ có một người sẵn sàng thay mặt Chúa để lên tiếng. Nhưng hãy xem điều mà Chúa sẵn sàng làm cho một người đó. Ngài bảo vệ ông ta, tiếp trợ cho ông ta và hỗ trợ ông ta qua các dấu kỳ và phép lạ siêu nhiên mà ngày nay vẫn còn làm chúng ta phải ngạc nhiên. Chúa vẫn đang tìm kiếm những người sẽ đứng dậy và lên tiếng vì lẽ thật. Điều này không phải là cố gắng chỉ trích. Chúng ta không phải là những cơ đốc nhân bới lông tìm vết. Nhưng cùng lúc, chúng ta không thể cho phép bản thân mình bị dọa nạt đến nỗi phải yên lặng, lo sợ người ta sẽ xem chúng ta là lạc hậu, là không bao dung hay bị gán cho nhiều cái nhãn mác khác. Bước đầu tiên là chú ý đến lời cảnh cáo này trong chính đời sống của bạn. Dù phải làm bất cứ điều gì, hãy thoát khỏi những tội lỗi mà bạn đã lún sâu ở quá khứ. Khi bạn được tự do, thì hãy đi ra giải phóng người khác, chăm chỉ cảnh cáo người khác về những nguy hại của tội lỗi. Phao-lô viết, và khi anh chị em đã hoàn toàn vâng phục, chúng tôi cũng sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không vâng lời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu số 6. Nếu bạn không thích sự đối chất, hãy xin Chúa ban cho bạn tình yêu thương đối với người khác. Tình yêu đó thôi thúc bạn phơi bày tội lỗi của họ. Hãy để điều này là mục tiêu tiếp theo của bạn để vượt qua được. Sau đó, bởi ân sủng của Chúa, bạn có thể giúp đỡ những người khác chiến thắng nó.